Quý, năm nào cũng vậy, cứ vào mỗi dịp hè, thiếu nhi thủ đô lại háo hức được hòa mình vào nhiều hoạt động sinh hoạt hè phong phú và bổ ích. Việc được tham gia vào các trại hè tại các trung tâm nghệ thuật, các câu lạc bộ chính là cơ hội để các bạn nhỏ chúng mình được trải nghiệm biết bao điều lý thú. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh ấn tượng của trại hè FFC năm 2017. Chúng mình hãy cùng chú ý đón xem nhé! Sau 2 kỳ tổ chức thành công, năm nay trại hè FFC Summer Camp mùa thứ 3 tiếp tục là sự lựa chọn hấp dẫn của đông đảo các bạn thiếu nhi thủ đô từ 4 đến 12 tuổi. Với mong muốn, mỗi mùa hè đi qua là một dấu ấn tuổi thơ tràn đầy kỷ niệm. Các cô, các chú lãnh đạo của Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật FFC đã xây dựng một chuỗi các hoạt động học tập, vui chơi và trải nghiệm khá thú vị với chủ đề 40 ngày vòng quanh thế giới. Đây là cơ hội để các bạn nhỏ được phiêu lưu trong 4 chuyến hành trình hấp dẫn. Đó là châu Âu tươi đẹp, châu Phi hoang dã, châu Mỹ sôi động và châu Á rực rỡ, đồng thời được cùng nhau trải nghiệm mùa hè theo một cách riêng đầy sáng tạo. Đó không chỉ là những giờ học trên lớp với các bộ môn thanh nhạc, mỹ thuật, võ thuật, nhảy flat mode, may vá, nấu ăn, tìm hiểu khoa học, để mỗi người tự khám phá năng khiếu của bản thân, mà đó còn là những hoạt động dã ngoại, hòa nhập với thiên nhiên trong lành để cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của quê hương đất nước. Hè là cái khoảng thời gian đặc biệt quý giá, và vì lẽ đó mà chúng tôi luôn trăn trở với câu hỏi rằng là phải làm gì để chúng ta có được cái khoảng thời gian hưởng trọn vẹn giá trị và đúng nghĩa của cái sự quý giá đó, để vừa gìn giữ được cái tuổi thơ trong sáng, vừa được tiếp cận những tư duy sáng tạo mới. Khi xây dựng chương trình cả bán trú và nội trú cho FFC Summer Camp 2017, thực tế là đó là chính là những cái tôn chỉ của FFC suốt 3 năm qua, là chúng tôi muốn có một cuộc đồng hành cùng trải nghiệm mùa hè theo cách riêng của mình trong một môi trường mở đầy cảm hứng sáng tạo, an toàn và gần gũi với thiên nhiên. Các con được làm quen và tiếp cận với nhiều bộ môn năng khiếu nghệ thuật và vận động, để sau kỳ nghỉ hè chúng thực sự hiểu mình có đam mê gì, có khả năng gì và thực sự lựa chọn loại hình nào, nghệ thuật nào để có thể theo đuổi. Chẳng còn gì thú vị hơn khi mỗi ngày được cùng nhau trải nghiệm các bộ môn nghệ thuật, vận động để rèn luyện sức khỏe dẻo dai, đồng thời thực hành các kỹ năng sống cần thiết. Do vậy, ai ai cũng cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng. Chính điều này cũng đã khiến cho tình cảm của mỗi thành viên được thân thiết và gần gũi hơn. Điển hình như ở các buổi học mỹ thuật sáng tạo, chúng mình được cùng nhau thực hành làm đồ handmade, tạo hình theo chủ đề các chặng như làm quạt giấy ở chặng châu Á, làm mặt nạ ở chặng châu Phi, hoặc đơn giản hơn chỉ là hào hứng cùng nhau tạo nên những bức tranh cát tùy theo sở thích. Học sinh đã có rất nhiều căng thẳng thì chúng ta nên dành thêm nhiều thời gian cho bản thân, thế nên em nghĩ là những trại hè như thế này sẽ rất tốt cho bọn em. Đây là lần đầu tiên con được học trại hè ở FFC. Con cảm thấy như là mình dần dần được kết được nhiều bạn. Cảm giác như mình có rất nhiều người thân quen. Con cảm thấy trong lòng rất vui sướng. Ở đây em được học thanh nhạc, mỹ thuật, võ, vẽ và nhiều thứ nữa. Khi tham gia FFC, con được làm quen với rất nhiều bạn mới và tăng tính tự lập ở trong đội chú. Đây là lần đầu tiên em tham gia trại hè FFC. Em thấy rất là vui và ở đây học được nhiều điều bổ ích, vui chơi rất là thoải mái. Em hy vọng sau này em sẽ biết được nhiều điều bổ ích, nhiều bộ ngôn nghệ thuật khác nhau và biết được nhiều bạn bè, và em cũng có một mái nhà chung. Tuy nhiên, điều hấp dẫn chúng mình hơn cả tại trại hè FFC năm nay đó là hoạt động dã ngoại và tổng kết chặng. Ở chặng 1 với chủ đề châu Á rực rỡ, chúng mình đã có 3 ngày 2 đêm được đi trải nghiệm tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa với biết bao kỷ niệm khó quên. Đó không chỉ là tiếng cười giòn tan khi chúng mình được đi xe châu thăm thành nhà Hồ, được tập làm nông dân, trồng rau và thu hoạch xoài, cà chua, mít, đi thả diều, chơi thổi bóng, mà còn là những khoảng thời gian ấm áp khi tất cả được cùng nhau sáng tạo và trang trí trại để tham gia các trò chơi tập thể. Ôi vui thật là vui! Trong bầu không khí trong lành tại một vùng quê yên ả, tuổi thơ hòa trong nụ cười hồn nhiên trong sáng. Khi con tôi đến với cả trung tâm FFC, thì ngoài tất cả những hoạt động cháu được tham gia, thì trên tinh thần tôi còn thấy là khi mà cháu về nhà thì nhìn chung là cháu trưởng thành lên rất nhiều.
qua từ những cái cách ứng xử, giao tiếp với ông bà, bố mẹ. Hơn nữa là cháu biết chia sẻ hơn với tất cả những bạn cùng trang lứa. Hơn nữa một điều là tôi nhận ra là tất cả các thầy cô ở đây họ đều rất có tâm, nhất là từ các vị lãnh đạo đến tất cả những các thầy cô giáo đã tạo cho con tôi một nền tảng là về gia đình rất là biết yêu thương. Và khi mà cháu nói về trung tâm FFC cũng như tất cả các thầy cô giáo thì cháu đều nói với ánh mắt rất là tự hào. Ở chặng 2, châu Âu tươi đẹp, giải mini Olympic được tổ chức tại công viên Yên Sở một lần nữa đã mang đến cho thiếu nhi chúng mình những kỷ niệm không thể nào quên. Với các trò chơi tập thể và đặc biệt là giải chạy bộ cự ly ngắn, 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc cùng các huy chương đồng đã được trao cho các vận động viên nhí tích cực. Thông qua cuộc đua, mỗi bạn nhỏ đã học được biết bao điều bổ ích. Đó là việc nỗ lực để đạt được mục tiêu cũng như học cách vượt qua thất bại để không nản chí. Đặc biệt, hội chạy bia cắt tông chủ đề mùa hè châu Âu kết thúc chặng 2 cũng để lại trong chúng mình nhiều dấu ấn đậm nét. Tất cả bia cắt tông đều được hóa thân thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ chính đôi bàn tay khéo léo của các bạn nhỏ trong các giờ học mỹ thuật, giúp mỗi người rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm. Kết thúc mỗi chặng, ai ai cũng cảm thấy vô cùng thích thú bởi mình đã được cùng nhau hưởng trọn những khoảnh khắc vui thật là vui. Không ít các bạn nhỏ đã cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn trong các hoạt động cộng đồng, đồng thời biết tự lập hơn trong cuộc sống. Chuyến tàu mùa hè chở tuổi thơ của những thành viên trung tâm đào tạo nghệ thuật FFC vẫn đang tiếp tục lăn bánh. Trên hành trình đó là biết bao tình yêu thương, sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo cùng niềm vui háo hức đón chờ của các bạn nhỏ đam mê sáng tạo và khám phá thế giới muôn màu. Hy vọng mỗi chạy hè FFC đi qua sẽ là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ đong đầy hạnh phúc. Xanh tươi sang Việt Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe gian phố và một niềm tin gieo cay ơi, từ nơi đào xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng một mà...